Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá thế giới. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô vốn từ lâu đã đi vào huyền thoại trong lịch sử của nhân loại. Thắng lợi vinh quang và đánh đổi bằng xương máu của hàng triệu con người Xô Viết đã trở thành bước ngoặt vĩ đại thay đổi cục diện chiến tranh thế giới thứ hai và góp phần lớn đẩy nước quốc xã hùng mạnh xuống bờ vực sụp đổ. Những cuộc chiến của đế chế đỏ huyền thoại ngoài sự anh dũng của những chiến sĩ Hồng quân thì không thể nào không nhắc tới sự lãnh đạo tinh anh của những nhà cầm quân thiên tài. Nếu George Zhukov với những chiến công oanh liệt vang danh sử sách được hậu thế ví von như cánh tay phải của Stalin, thì người được mệnh danh là cánh tay trái của lãnh tụ này cũng là một nhà cầm quân ghi danh sử sách. Vị chiến tướng vĩ đại ấy chính là người đã ngày đêm cùng nguyên soái Zhukov soạn thảo những kế hoạch tác chiến của cuộc chiến tranh vệ quốc, kiến trúc sư kiến thiết những chiến công vĩ đại cho Hồng quân Liên Xô mang tên Alexander Mikhailovich Vasilevsky. Cuộc đời binh nghiệp của Mikhailovich Vasilevsky xuyên suốt thời kỳ chuyển mình lớn nhất trong lịch sử nước Nga và Liên Xô. Sự nghiệp cầm quân của vị nguyên soái thiên tài khởi đầu với sự phục vụ trong quân đội đế quốc Nga. Sau khi cách mạng tháng 7 Nga thắng lợi vào năm 1917, Vasilevsky chính thức trở thành một chiến binh Hồng quân dưới sự chỉ đạo của đảng Bolshevik. Sự nghiệp binh quyền của ông chính thức có bước tiến lớn từ đây. Hồng quân Liên Xô chào đón sự xuất hiện của một kiến trúc sư chiến trận thiên tài. Cuộc phản công Stalingrad, đỉnh cao danh vọng. Với những bản kế hoạch phòng thủ ở khu vực ngoại vi Moscow vô cùng thành công, giúp cầm chân quân Đức để bộ chỉ huy Hồng quân rút lui an toàn, Vasilevsky vô cùng được trọng dụng, là một mắt xích vô cùng quan trọng trong hệ thống được Zhukov thiết lập. Ông đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cùng Hồng quân thổi bay quân Đức khỏi thủ đô của đế chế đỏ. Sau thành công lịch sử này, Vasilevsky chính thức trở thành thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Mặc cho những đóng góp quan trọng của ông tại Moscow, hậu thế sau này khi nhắc tới cuộc chiến thì lại chỉ nhớ tới thế trận huyền thoại của Zhukov thiết lập mà thường bỏ qua Vasilevsky. Mãi cho tới khi ông vươn tầm trở thành đối tác chiến lược của Zhukov trên mặt trận Stalingrad thì vị danh tướng mới thực sự được bước ra ánh sáng, trình diễn những gì tinh túy nhất của bộ óc cầm quân thiên tài cho Liên Xô và toàn thế giới chiêm ngưỡng. Với những thất bại nặng nề tại Moscow, Hitler và bộ tham mưu quân Đức buộc phải thay đổi kế hoạch tác chiến từ một thế trận tiến hành thần tốc sang một thế trận chiến đấu dài hơi. Để thực hiện âm mưu thâm hiểm của mình, các mỏ dầu ở khu vực Kavkaz thuộc miền Tây Nam Liên Xô là mục tiêu đầu tiên của các nòng súng Hitler chĩa tới. Chiếm được các mỏ dầu tại khu vực này chính là chiếm được chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa đến với chiến thắng tại Liên Xô và trên toàn thế giới. Song song với việc chuẩn bị để chiếm nguồn vàng đen tại Kavkaz, một chiến dịch quy mô với ý đồ công phá trung tâm công nghiệp lớn nhất Liên Xô, Stalingrad, cũng được thành hình. Với tính chất sống còn của cuộc xâm lược Liên Xô, người Đức đã chuẩn bị một lượng khí tài khổng lồ, sẵn sàng nghiền nát những người lính Hồng quân. Giữa năm 1942, những cơn bão đầu tiên được người Đức tạo ra tại miền Tây Nam Liên Xô chính thức đặt vựa dầu này vào cảnh báo đỏ. Do sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ quân Đức cùng những nước đi sai lầm của phương diện quân Tây Nam, quân Đức đã chiếm được thế thượng phong tại vựa dầu lớn nhất Liên Xô. Nhận thấy tình hình vô cùng nguy ngập, Bộ Tham mưu Hồng quân lập tức lệnh cho Vasilevsky tiến về phía Nam trên danh nghĩa là đại diện của Tổng hành dinh. Và sự kiện này chính thức đánh dấu cho việc Vasilevsky lần đầu tiên được chủ huy một chiến dịch trên quy mô lớn. Tài thao lược cùng với bộ óc thiên tài của ông đã giải nguy cho quân đội Liên Xô trên bờ vực sinh tử. Nghệ thuật phòng ngự của vị chỉ huy tài ba đã phát huy hiệu quả tối đa. Ngay sau khi nhậm chức, nhận thấy quân Đức có ý đồ chia nhỏ lực lượng nhằm tấn công Stalingrad sau khi có thế chủ động tại Kavkaz, Vasilevsky đã không để Hitler được tọa nguyện. Hàng chục các đơn vị xe tăng cùng hỏa lực ngày đêm pháo kích vào hai bên sườn quân Đức, chặn đứng cuộc tiến công của quân phát xít vào thành phố công nghiệp, làm chậm trễ trong việc hội quân với các phương diện quân Đức khác. Và từ đó, quân Liên Xô đang phòng thủ tại Stalingrad có đủ thời gian để thiết lập các vành đai phòng thủ xung quanh thành phố. Chiến thuật phòng ngự được vị danh tướng xây dựng được coi là khuôn vàng thước ngọc cho nghệ thuật chiến đấu bảo vệ thành phố. Hàng trăm tòa nhà biến thành các công sự dã chiến, lập tức thiết lập thế trận du kích cho toàn thành phố. Trước thế trận phòng thủ được Vasilevsky thiết lập khiến quân Đức ngày một xa lầy, thì chỉ trong vòng 4 tháng vào cuối năm 1942, quân Đức thiệt hại tới 70 vạn lính,
1.000 xe tăng, 2.000 khẩu pháo và súng cối, cùng với 1.400 máy bay. Với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Vasilevsky đã lập tức nhìn ra cơ hội thực hiện một cuộc phản công lịch sử. Cùng với Zhukov, đôi bàn tay thép của quân đội Liên Xô đã được hình thành. Hai bộ óc thiên tài, hai cá tính trái ngược, một người tôn thờ chủ nghĩa tấn công, một người thì nắm giữ những tinh hoa phòng ngự, đã cùng nhau ngày đêm soạn thảo bản kế hoạch huyền thoại mang tên Chiến dịch Sao Thiên Vương. Hàng trăm sư đoàn được huy động cho cuộc phản công lịch sử. Các sư đoàn tăng thiết giáp cũng được huy động với thành phố xinh đẹp này. Stalingrad thời điểm này giống hệt một cục nam châm hút toàn bộ vũ khí kim loại khổng lồ. Các đòn tấn công ác liệt dưới sự chỉ đạo của Vasilevsky đã phát huy được hiệu quả lập tức. 33 vạn quân Đức, trong đó có tập đoàn quân xe tăng số 6 huyền thoại, lọt vào giữa lòng chảo rộng lớn phía bắc Stalingrad. Dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Hồng quân, Hitler tại Berlin nhận được thông tin này thì gần như phát điên. Lập tức, thống chế vĩ đại của quân đội Đức Erich von Manstein được điều động để nhằm phá vòng vây. Thế nhưng, thế trận của Liên Xô dưới sự chỉ đạo của thiên tài phòng ngự Vasilevsky đơn giản là không thể công phá. Ý đồ của Hitler đã phá sản hoàn toàn. Quân Đức giữa vòng vây buộc phải đầu hàng không điều kiện. Chiến dịch phản công Stalingrad đi tới hồi kết và thắng lợi tuyệt đối cho Hồng quân Liên Xô. Chiến công của Vasilevsky chính thức đặt dấu chấm hết cho tham vọng xâm chiếm Liên Xô của người Đức. Những người lính tinh nhuệ nhất nước Đức đã vĩnh viễn nằm lại tại chiến trường thảm khốc nhất Thế chiến thứ hai. Cánh cửa chiến thắng đã dần mở toang cho Liên Xô và quân đội đồng minh trên khắp thế giới. Uy danh và tầm ảnh hưởng của Vasilevsky cũng được nâng lên một tầm cao mới. Chiến cuộc Mãn Châu, cuộc viễn chinh của vị danh tướng. Sau khi hội nghị Yalta khét tiếng, phân chia thế giới được diễn ra, quân đội Liên Xô với tham vọng gây sức ép lên khu vực châu Á Thái Bình Dương nhằm kìm hãm sức ảnh hưởng của quân đội Mỹ tại khu vực cầu nối giữa hai cực của thế giới đã nhanh chóng mở ra cuộc thanh trừng lực lượng của quân Nhật tại Mãn Châu, Nội Mông và Bắc Triều Tiên. Cuộc đụng độ tranh cạn lớn nhất trên mặt trận Thái Bình Dương được lãnh đạo bởi bộ óc thiên tài của Vasilevsky. Trên cương vị tổng tư lệnh quân đội Liên Xô tại Viễn Đông, nguyên soái Vasilevsky nhận được sự hậu thuẫn từ 1,5 triệu quân, gần 30.000 khẩu pháo, 5.000 xe tăng cùng với gần 6.000 máy bay chiến đấu các loại cho tham vọng quét bay quân Nhật. Với ưu thế tuyệt đối về phương tiện chiến tranh cùng binh lính và thế trận bao vây chia cắt quân Nhật được thiết lập trên một khu vực có chiều sâu hơn 800 km. Quy mô và ảnh hưởng của chiến dịch này là vô cùng to lớn. Hai gọng kìm xuất phát điểm từ phía Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cũng đã được thành hình, sẵn sàng nghiền nát quân Nhật. Hai ngày sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên được ném xuống Hiroshima, hiệp ước trung lập Xô Nhật chính thức được Bộ Ngoại giao Liên Xô đơn phương chấm dứt. Chiến cuộc tại Mãn Châu chính thức mở màn, quân Nhật nguy ngập khắp các mặt trận. Các mũi tấn công được quân đội Liên Xô xây dựng nhanh chóng phát triển mạnh mẽ và bao vây đạo quân Quan Đông của quân Nhật. Trên bốn hướng tiến công xung quanh mặt trận đều có sự xuất hiện của khí giới Liên Xô ngày đêm oanh tạc quân Nhật. Trên hướng đông của Mãn Châu, quân Nhật nắm vững ưu thế về địa hình chật hẹp đã điên cuồng phản kích quân đội Liên Xô. Với địa hình chật hẹp cùng với một lực lượng đông đảo, phương diện quân Quan Đông thành công đẩy lui quân đội Liên Xô 80 km về sát biên giới. Chiến cuộc tại khu vực Mãn Châu diễn ra vô cùng đẫm máu. Hàng trăm trận chiến lớn nhỏ được phát động với mục đích kiểm soát khu vực nút thắt của toàn cuộc viễn chinh. Cuộc đấu trí căng thẳng của hai bộ óc thiên tài Vasilevsky bên phía quân đội Liên Xô và đại tướng Yamada Otoyo bên phía quân đội Nhật Bản đã gây đến sự đổ máu của hàng ngàn người lính. Chiến cuộc căng thẳng đến tột độ nhưng không bên nào có được bước tiến đột phá. Cầm chân nhau suốt nhiều ngày trời, đội kỵ binh của quân Mông Cổ cũng thành công tiến tới hỗ trợ quân đội Liên Xô. Sự tham chiến của quân đội Mông Cổ tại khu vực biên giới này chính là nút thắt thay đổi cán cân cuộc chiến. Vào một đêm mưa gió, kỵ binh Mông Cổ lặng lẽ tấn công vào các đồn phòng thủ tiền tiêu của quân Nhật. Bất ngờ bị tập kích trong đêm, quân Nhật hoảng loạn và tan vỡ. Liên quân Mông Cổ và Liên Xô hợp quân tạo thành mũi tiến công thép, lần lượt đục thủng các tuyến phòng ngự được quân Nhật dày công thiết lập. 3 ngày sau chiến thắng quan trọng trong đêm mưa giông, quân đội Liên Xô và Mông Cổ đã quét bay quân Nhật khỏi khu vực nút thắt quan trọng này. Với những ưu thế quan trọng có được, Vasilevsky lập tức hạ lệnh cho quân đội viễn chinh dưới trướng mở chiến dịch mẫu đơn giang nhằm thanh toán hoàn toàn ảnh hưởng của quân Nhật tại khu vực Mãn Châu. Từ đó có thể điều quân tấn công trực tiếp Bắc Triều Tiên. Trận mẫu đơn giang được tiến hành bởi sự phối hợp cao độ của các sư đoàn tăng thiết giáp và không quân hạng nặng. Các cú đấm thép của Vasilevsky vào trực diện quân Nhật làm chúng không kịp trở tay và vỡ vụn chỉ sau vài ngày chiến đấu. Tiếp đà chiến thắng, các tập đoàn quân viễn chinh của Liên Xô ngày đêm hành quân tới Bắc Triều Tiên và làm cỏ quân Nhật một cách thần tốc.
Chỉ sau 24 ngày đêm, từ ngày tiếng súng mở màn chiến dịch vang lên, quân đội Liên Xô dưới sự chỉ huy khôn khéo của Vasilevsky kết hợp với quân Mông Cổ đã càn quét con Nhật khỏi chiến trường Đông Á. Dưới sức ép từ quân Mỹ tại Trân Châu Cảng và quân đảo Mariana, nước Nhật tại Tokyo đã tan vỡ. Chế độ phát xít sau lời đầu hàng vô điều kiện của quân Nhật chính thức biến mất trên toàn thế giới. Liên Xô thành công trong việc thiết lập ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, duy trì tình hình thế giới sau Thế chiến thứ hai ở thế đa cực, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch thế giới đơn cực của người Mỹ. Vasilevsky bước lên đỉnh cao danh vọng trong hàng ngũ quân đội Xô Viết. Những đóng góp sau chiến tranh. Trở về với tư cách anh hùng dân tộc, Vasilevsky đã có những đóng góp vô cùng tích cực cho Liên Xô. Phải nói thêm rằng, trong hàng ngũ những danh tướng trở về từ chiến trận, thì vị danh tướng vùng Novaya Gorchika được coi là của hiếm khi không bị trù dập bởi chính những chiến công với đôi bàn tay tài hoa của ông nhào nặn. Căn bệnh công cao hơn chủ, thứ đã hủy hoại con đường chính trị của thiên tài quân sự Zhukov, không mảy may ảnh hưởng tới Vasilevsky. Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở về từ Mãn Châu, ông đã ngồi lên ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với sự thất sủng mà Stalin dành cho Zhukov. Vasilevsky dần có ảnh hưởng khổng lồ trong quân đội Liên Xô trước khi ông về hưu. Năm 1973, Vasilevsky cho xuất bản cuốn hồi ký Sự nghiệp và cuộc đời, kể về những gì ông đã trải qua trong cuộc đời binh quyền. Cho tới tận những ngày cuối cùng của cuộc đời, vị nguyên soái vĩ đại vẫn kiên quyết từ chối làm phim về mình. Ngày 5 tháng 12 năm 1977, trái tim của ông vĩnh viễn ngừng đập. Thi thể của ông được hỏa thiêu và an táng tại chân tường điện Kremlin trên quảng trường đỏ thủ đô Moscow, chính thức đặt dấu lặng cuối cùng cho cuộc đời đầy dẫy chiến công của vị danh tướng. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé. Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry Khám phá thế giới nhé. Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry Thương Trường Ký Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.